Mình chào tất cả các bạn đã đến với kênh của mình ha. Thì bạn nào mà chưa đăng ký kênh hãy đăng ký kênh nha các bạn. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ là chia sẻ cho các bạn về cái thời điểm là trồng hoa hướng dương mà nó nở qua kịp Tết ha. Thì để cho anh em nào mà dự kiến trồng thì anh em cũng có thể là tham khảo được ha. Đối với cái hoa hướng dương này thì nó có rất là nhiều loại luôn anh em. Có loại là nó từ là 65 cho đến 70 ngày nè, và có loại là 90 ngày, và có loại nữa là 120 ngày nha anh em. Thì do đó khi mà anh em mua giống thì anh em là nên xem ở ngoài cái bao bì á thì nó là bao nhiêu ngày trổ thì anh em mà áp dụng về trồng ha. Còn đối với mà những bạn mà trồng hoa mà để bán Tết á thì anh em là nên chọn cái giống là 90 ngày ha, để nó trùng với cái ngày là mình gieo cái hạt giống cái hoa màu gà các bạn, để anh em gieo một lượt cho nó không có cực công. Ở tức là cái ngày là 25 tháng 9 âm lịch là mình xuống giống là mình gieo cái hoa màu gà, rồi mình xuống giống là mình gieo luôn cái hoa hướng dương ha. Và khi mà mình ra giỏ này nọ đó thì nó cũng sẽ là trùng một ngày. Còn đối với mà những bạn mà trồng mà chơi Tết tại nhà thì anh em có thể là sử dụng những cái giống mà ngắn ngày, ví dụ như là giống của Trang Nông, nó sẽ từ là 65 cho đến là 70 ngày là nó sẽ trổ ha. Và khi mà anh em tiến hành trồng thì anh em là nên ngâm qua cái nước ấm ha. Cái nước ấm là tầm khoảng đâu là 30 độ C, anh em ngâm từ 4 cho đến 6 tiếng thì anh em mới trồng nha. Và anh em lưu ý là anh em trồng vào cái thời gian là buổi chiều, và anh em là sẽ ghim nó nha, mình sẽ ghim nó vào cái giá thể là tro, và mình sẽ lấy cái đầu nhọn các bạn, rồi mình ghim mình trồng ha. Và khi mà mình trồng nó được đâu khoảng tầm là 10 cho đến 12 ngày tuổi đó thì mình sẽ tiến hành đó, mình sẽ đưa nó lên chậu. Và trước khi mà mình trồng lên chậu thì mình sẽ xịt cho nó một cái cử thuốc là lỡ cổ rễ ha, đó là cái gói là Alias của công ty Baje ha. Nó rất là hay luôn anh em, nó không có bị nóng như những cái loại thuốc khác, ví dụ như là Ridomin nè, rồi Mantalaxy nè, đó. Thì anh em là sử dụng cái gói là Alias ha, mình để link cho anh em tham khảo ha. Thì khi mà nó được đâu khoảng 12 ngày tuổi là anh em phải tiến hành anh em đưa nó lên chậu và anh em chăm cho nó ha. Thì đối với cái hoa hướng dương này các bạn thì nó có rất là nhiều loại luôn, ví dụ như là loại lùng và loại cao nè, cũng như là cái độ phát triển nó cũng khác nhau. Thì đối với cái loại lùng thì nó sẽ tầm đâu là từ 1m2 cho đến là 1m5 ha. Còn loại cao thì nó sẽ từ là 1m5 cho đến là 2m3. Đó thì anh em có thể là tham khảo và để anh em chọn giống mà để anh em gieo ha. Về cái phần mà kỹ thuật á các bạn thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn kỹ hơn vào một cái video khác về cái cách đi phân nó như thế nào và tưới phân nó như thế nào và ở những cái giai đoạn mà nó phát triển ha. Còn trong video này thì mình sẽ chia sẻ cho anh em chủ yếu là về cái thời điểm cũng như là cơ bản thì về cái cách là trồng hoa hướng dương ha. Thì nó khi mà nó phát triển tầm đâu khoảng đâu là 50 ngày tuổi các bạn thì anh em là nên tưới nước nhiều cho nó, cũng như là anh em bón phân cho nó. Cái phân ở đây thì anh em là nên chọn là cái phân là đầu trâu ha, NPK 901, hoặc là cái phân NPK số 3 ha. Cái phân NPK số 3 là mình sẽ phun trực tiếp luôn, còn cái phân 901 thì mình sẽ bón phân cho nó. Mình trồng cái hoa hướng dương này thì mình sẽ không có đi được những cái dòng phân mà đạm cao, ví dụ như là ure nè, 30-10-10 nè, mà mình có tưới phân cho nó những cái giai đoạn mà nó còn nhỏ các bạn, thì mình sẽ tưới cái phân là DAP cho nó. Cái phân mà dòng giải tan của Nguyễn Khoan á, mình sẽ lấy 100cc cái phân màu bình hòa tan với nước đó, rồi mình kết hợp với cái nước của mình là khoảng đâu là 10 lít nước, và mình tưới mỏng cho nó nha, ở cái giai đoạn mà nó còn nhỏ. Và khi mà nó được khoảng đâu 50 ngày tuổi thì anh em sẽ tưới phân BK đầu trâu 901 cho nó nha, để cho nó phát triển tốt. Thì đối với mà anh em mà trồng bán Tết thì anh em nên chọn cái giống là 90 ngày đó. Còn anh em nào mà thích mà lấy cái bông mà nó nhiều á thì khi mà nó ra những cái chớm bông á các bạn thì anh em là nên ngắm ngọn cho nó. Còn những bạn nào mà lấy cái bông to mà bự mà đẹp á thì anh em sẽ không cần bấm ngọn, anh em để cho nó phát triển luôn. Còn về cái phần sâu á thì ở đây thì nó chỉ có một số sâu như là sâu ăn lá nè, thì anh em có thể sử dụng những cái loại thuốc như là rề ba thông để anh em xịt ha, hoặc là Vitaco ha. Nó thì cơ bản là vậy thôi, anh em có thể là áp dụng anh em xịt thuốc cho nó nha. Đó, thì video ngày hôm nay chủ yếu chia sẻ cho các bạn vậy thôi. Bạn nào thấy hay thì hãy đăng ký kênh và like và subscribe kênh của mình nha. Rồi mình xin được mến chào.